Con chào bà nha. Dạ. Bà tên gì thứ mấy có thể nói cho con biết để con dễ nói. Nguyễn Thị Gác thứ tư. À, Nguyễn Thị Gác thứ tư, vậy là bà Tư ha. À. Dạ con chào bà Tư nha. Dạ. Năm nay bà Tư bao nhiêu tuổi rồi bà Tư? 73. 73 tuổi. Rồi bây giờ bà Tư sống với ai? Sống mình nên. Sống có mình nên à. Dạ, con cháu đâu không sống cùng với bà, sao bà lại sống mình nên? Nó đi mặn xa mà nó ra riêng hết rồi. Ra riêng hết rồi. Có mình nên nhà. Dạ, có mình nên người ở nhà, năm nay bà cũng lớn tuổi rồi đó. Thì bà có còn đi làm hay lao động gì được nữa không? Bơi xuồng vớt mũ với sông á. À, bà bơi xuồng đi vớt mũ với sông. Ừ. Dạ, vớt ngày thì mình bán được khoảng nhiêu tiền hả bà Tư? Được 30, 40. 30, 40, có đủ sinh hoạt hàng ngày không bà? Thì bữa nào ăn bữa nấy, đâu có dư. Dạ, bữa nào ăn bữa đó thôi. Con cái bà đó ở xa vậy đó thì lâu lâu có gửi tiền về lo lắng phụ giúp cho bà không? Nó nghèo, con nó lo không đủ đâu tới mình. Dạ. Mày không có ai lo cho mình hết. Ai mà nó sống à? Dạ. Còn những lúc mà đau ốm rồi tiện đâu mà lo bà? Đau thì mua tôi hút thuốc nam đủ. À, uống thuốc nam. Mua thuốc tiệm đồ. Dạ. Thì người... tôi đi chặt thuốc nam đồ đó, người ta có cho gạo ăn thêm. Dạ. Nên là đỡ phần nào ha? Ừ. Hôm nay bà Tư đến nè, rồi bà Tư được nhận gạo với lại nhận mì rồi đồ nêm nếm nữa thì bà Tư thấy làm sao? Bà Tư vui không? Vui lắm chứ. Cho được là vui mừng lắm. Dạ, bà một bao gạo gì bà Tư ăn lâu không bà Tư? Ví dụ như chục ký thì ăn được hơn nửa tháng. Ôi, ăn được hơn nửa tháng gì cũng đỡ phần nào hả bà? 15 ký thì ăn tháng đó. Dạ. Vì hôm nay con với lại Ngân cũng chúc cho bà có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Khi nhận quà rồi thì luôn vui nha bà. Dạ. Dạ, rồi con chào bà Tư nha. Dạ. Dạ. Bao gạo luôn. Ông ơi, chào ông nha. Dạ. Dạ, ông hôm nay đến nhận quà ông đi với ai vậy? Dạ, đi với con. Con ông hả? Ông tên gì thứ mấy vậy ông? Tôi người thứ hai Quỳnh Văn Số. À, ông hai ha. Dạ, nhà ông hai gần đây không ông hai? Ở ngoài đây cách khoảng vài trăm thước. Vài trăm thước. Dạ. Thì hôm nay ông hai đến nhận quà, ông hai có vui không? Trời, vui chứ, giờ mà nó nghèo mà phải có thì nó vui, cái nhiêu được nhiêu nên nhiêu cũng vui vậy. Dạ, à. Thì năm nay ông hai bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay đó là tháng 9, còn mấy tháng nữa 70 chẳng. À, 70 chẳng. Rồi 70 tuổi rồi còn đi làm được nữa không ha ông hai? Dạ, giờ cẳng tôi đi rồi đắp chút xíu rồi té rồi đi mặn cái dạ. gì giờ. Dạ, rồi nếu vậy thì con cái có lo lắng giúp đỡ gì cho ông không? Có con thì nó ngay ra con cái thì có, nhưng mà giờ nạnh nó cũng nghèo, nó đi mặn không à. Dạ. Có thí dụ lâu lâu nó cho 100 hay 100 thì xài vậy thôi chứ đâu có cho nhiều được đâu. Dạ. Rồi hiện tại là ông hai sống với ai trong nhà ha? Tôi còn cái thằng phía Út. Người Út. À, thứ bảy phía Út nữa, nhưng mà cái là giờ nó mát không à. Dạ. Đi giờ ra mặt công ty ở ngoài Bình Dương có 3, 4, 5 lần Bình Dương rồi đó mà đội vô ai cũng đuổi nó ra. Ôi, mà vài ngày đuổi nó mát đó, bị nó xe đi xe đụng nó đó. Mà tâm trí không có được bình thường ha. Dạ, không có bình thường. Nên là bây giờ ông hai cũng phải lo lắng thêm cho người con đó luôn. Dạ, thì dạ. Giờ nuôi nó không đó. Dạ. Với thằng con nó. Dạ. À, con nó 8 tuổi rồi thôi, bả thì cũng ngồi như bó bán bảy chút đỉnh vậy đó, đừng dạ. Lo cho nó ăn học rồi. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh cũng khó khăn quá. Dạ. Thì hôm nay con với lại Ngân cũng thay mặt Mạnh Thường Quân thì cũng muốn gửi đến ông một ít quà nha. Dạ. Để cho ông với lại bà gia đình đều vui nha. Dạ, dạ. Chào ông nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân đang có mặt ở ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để mà phát 16 phần quà cho bà con hộ nghèo đang có mặt ở ấp Hòa Thịnh. Thì hôm nay là phát cùng với lại mình và Ngân thì có đây là cô Hiệp, là phó ấp của ấp Hòa Thịnh cũng đại diện để phát cho bà con luôn. Thì phần quà hôm nay thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là gia đình Trương Quang và Đặng Thanh. Thì hỗ trợ mỗi phần quà như vậy là gồm có là 10 ký gạo nè, một thùng mì. Ngoài ra thì còn có một ít đồ nêm nếm là gồm có một chai dầu ăn, một chai nước mắm, một chai nước tương, một ký đường và nửa ký bột ngọt. Thì mỗi phần quà như vậy là trị giá là 280.000 để mà gửi đến cho bà con. Chúc bà con có thật là nhiều sức khỏe nha bà con. Dạ, vỗ tay. Dạ, giờ thôi con không đợi mọi người đợi lâu nữa, bà lên trước đi nha bà. Bà lên trước, bà nhận trước đi nha. Không biết là bà có cầm nổi không nữa. Khoan nha, từng người nha. Từng người, từng người. Bà con đợi từ từ nha, tại vì có 16 người hơi nhanh lắm. Đây, bà đi ra đi rồi cô bê ra giùm cô Bê. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn ơi, con bê ra ngoài cho bà nha. Không, bà không nổi đâu. Dễ gì. Đợi lên, đợi. Dạ. Nè, đợi lên đi. Rồi. Bye bye.
ơi. Bơi, đây đây. Đây cô gửi cô bưng cho bà nè. Nè nè bơi. Nhắn đi rồi, bà nha. Thôi, cô bưng đi rồi bà nhà bà hai cháu rồi. Rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi hả? Từ từ dạ. Rồi. Bà đi ra theo cô. Dạ, bà đi ra cô. Năn nỉ đi coi nha. Dạ. Chúc cho dạ rồi, cảm ơn bà. Rồi tiếp theo bà lên đi nha bà. Đây của bà là có gạo nè. Gạo nhưng mà chắc nặng quá bà ơi không nổi. Còn đó mà dạ không có sao đâu bà ơi. Đây mì. Rồi bà cầm đó đi. Rồi chúc bà nhiều sức rồi, khỏe nha. Bà cứ đi đi, cô Hiệp bưng ra cho bà rồi không sao đâu. Nó nặng lắm. Dạ. Được không bà ơi? Được có chứ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn cô nha. Gạo. Gạo bà bưng không được đâu. Để sắp ra đây. Đây cô bưng ra giùm bà nha. Dạ ở đây người lớn tuổi nhiều. Rồi tiếp theo. Cô. Gạo. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi tới em đi. Đợi xíu nha cô. Để cho em nó nhận cái. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi con đi ra đi. Rồi tới cô. Dạ. Dạ hai bà cháu đi chung hả? Dạ. Rồi hai bà cháu đi chung. À hai bà cháu đi chung. Hai bà cháu đi chung mà. Rồi đây. Dạ đây con gửi chúng nha. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con gái dạ gái nè con nè. Con đi nè. Cô bưng giùm cho. Đây. Rồi, rồi chúc con nhiều sức khỏe nha. Cái chân của chú gì chắc không có. Đây đây đây, nè bưng giùm cho chú đi cái chân chú gì không? Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Dạ ông ơi, có ông ở đây nè. Dạ đây đây. Dạ bưng không được. Rồi. Để đây cho ông đi ngăn. Cô Hiệp ơi bưng cái phần này ra giùm con nha. Từ từ thôi nha ông. Để cầm ra không phải không? Rồi của ông bưng được không ông? Được. Dạ này con cho thằng mình lên. Rồi chúc ông nhiều sức khỏe dạ, nha. Rồi cô nha. Dạ. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe cảm nha. Ơn nha. Rồi. Đây của em. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi. Đây của em. Rồi chị chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi đây. Rồi còn lại một phần nữa của ai vậy hả cô Hiệp ơi? Bà lẳng đó đó, bà chưa ra đó, bà cụ lẳng á. À bà cụ lẳng năm nay bao nhiêu tuổi vậy hả cô? 8 mấy rồi, bà nhận khoảng 3 năm, 4 năm tuổi già đó. Dạ. Thì bây giờ 85 đó. Dạ. Bây giờ thì con xin đại diện gửi cái phần này lại cho bà cụ đó nha. Ừ. Thì cô Hiệp mang đến cho bà giùm cho tụi con nha. Tại vì cũng không cảm là vì bà lớn tuổi rồi nên là không có đi ra đây nhận được. Bà khoảng 85 tuổi á. Dạ. Thì bây giờ mình với lại Ngân đã trao xong 16 phần quà cho bà con nghèo đang gặp khó khăn ở ấp Hòa Thịnh. Đã xong rồi đó các bạn. Thì xin chân thành cảm ơn anh gia đình Trương Quang và Đặng Thanh rất là nhiều đã hỗ trợ những cái phần quà như là gạo, nè gùi mì, gùi đồ niêm niếm để mà giúp cho bà con vượt qua những ngày sắp tới. Thì chúc cho anh luôn có nhiều sức khỏe và luôn thành công nha. Thì ở đây là có cô Hiệp nè, là phó ấp của ấp Hòa Thịnh cũng có đôi lời muốn gửi đến gia đình Trương Quang và Đặng Thanh. Thì mời cô nha. Trước tiên xin đại diện ban ấp xin chân thành cảm ơn gia đình của Trương Quang và Đặng Thanh và cảm ơn cái chương trình thôn nữ miền Tây. Yeah. Đến với ban ấp là cho 16 phần quà cho hộ nghèo cận nghèo của chúng tôi rất chân thành cảm ơn xin cảm ơn cô.